Dạ, hôm nay để tiếp theo sang phần 2 là vấn đáp, chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm Từ Bi tiếp tục trả lời những cái thắc mắc của chúng con. Dạ, câu hỏi đầu tiên chúng con xin gửi đến cho bác Diệu Thương, số máy của bác Diệu Thương đạo tràng Thái Bình, và tiếp theo là máy của Nguyễn Hoa Phương Dách Hoa, pháp danh Nguyên Mai Vương Quốc Bỉ. Nam Mô A Di Đà Phật. Được rồi, mời bác nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu năm mới con xin kính chúc thầy Diệu Âm là luôn luôn là người dìu dắt cho chúng con để nắm vững phương pháp hộ niệm, để đời này chúng con có cơ duyên thì cũng là duyên giúp đỡ người, và cuộc đời này chúng con được phước phần vạn sinh tiêu thụ lạc là cho con xin nói một chút cái biểu lộ tình cảm. Con thực sự cảm ơn thầy vô cùng sâu sắc, nhờ thầy mà con mới gặp được con đường để giải thoát trong cái tu này. Và con thấy rằng sự chỉ dẫn của thầy trong các hội niệm, nếu như chúng con biết y giáo phụng hành lời của thầy, thì đây chính là một cái đại phương pháp đại cứu tinh cho chúng con. Con xin cảm ơn. Hình như là chị Diệu Thương mới thứ hai mấy không chị Diệu Thương? Dạ con chỉ có một máy ạ. À, xin cảm ơn. Máy lên trong vòng bằng xa mình nó hơi hơi rồi rồi lại. Dạ con ngồi xa. Vâng. À, xin cảm ơn. Con thầy có nghe rõ không ạ? Chắc ngồi gần gần cái máy một chút. Rồi. Dạ. A Di Đà Phật. Con thực sự là con đầu năm mới con kính chúc thầy chúc rồi dạ biết rồi. Chúc bà chị là an vui cực lạc. Dạ, thì là vậy. Giờ con xin thầy là cho con hỏi một câu hỏi cho một cháu đồng tu này. Cháu đi làm việc nhà nước nhưng mà không có thời gian xem trực tiếp, và cháu nhờ con hỏi, nhưng mà trong dịp vừa qua con chưa hỏi được. Hôm nay con xin kính thầy cho con hỏi cho cháu ạ. A Di Đà Phật. Nghe giùm như vậy nhé. Con kính xin thầy cư sĩ Diệu Âm được cho con hỏi một câu ạ. Là con có một câu hỏi sau đây. Nhiều lúc khi công việc ở công ty không quá bận rộn hoặc không cần phải tập trung cao độ, con làm văn phòng, con ngồi đọc pháp qua điện thoại hoặc niệm Phật thầm, có những khi trong thời gian con được hoặc niệm thầm mọi người trong văn phòng nói chuyện phiếm, thường là chuyện tạp. Con cảm thấy đầu rất khó chịu, đau hoặc cảm giác căng thẳng, vì con biết mình nghiệp chướng sâu nặng quá nên chưa thể tùy duyên được. Vậy con mong lão cư sĩ Diệu Âm chỉ dạy cho con cách để con có thể tùy duyên niệm Phật trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung, để có được phước phần đời này vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con kính xin tri ân lão cư sĩ Diệu Âm ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nghe nói chị Diệu Thương hộ niệm hay lắm. Và xin báo cáo với chư vị là Âm nói vậy mà cũng mê quá. Ngày nay là ngày một Tết mà cũng chưa được
chúc Tết ai hết trơn, được chị Diệu Thương chúc lại rồi. Thôi sẵn đây xin cầu chúc cho tất cả chư tôn giáo phẩm năm Tân Sửu này pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, pháp thủy sung mãn, ước nguyện đều được viên thành, đạo nghiệp đều được thành tựu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và báo với chị Diệu Thương, thực sự là nếu một vị này đang đi làm việc mà tranh thủ từng giờ rảnh rỗi để niệm Phật như vậy là đáng khen lắm rồi, khen hơn Diệu Âm rồi. Nếu mà so sánh ra thì vị này là tốt hơn Diệu Âm nhiều lắm. Tâm trạng này thực sự đáng quý vô cùng. Mình cứ hỏi có những người mà trong cái giờ rảnh đó người ta không niệm Phật thì sao, đúng không? Cho nên đã có cái tâm trạng này là giống quý, quý lắm chứ vậy. Rất là quý, rất là quý. Thường thường ở Việt Nam có những cái lúc mà chư vị có thấy những cái máy bấm mà ta đeo trên ngón tay không? Nếu mà chư vị có tìm một cái máy bấm nó bỏ trong túi, rồi khi mà cái giờ rảnh đó thay vì mình nhắm mắt mình niệm Phật đút tay trong cái túi á, mình bấm đó, anh bấm một cái thì mình niệm một cái, nhờ cái máy bấm nó động một cái thì mình niệm một câu A Di Đà Phật. Mình bấm lẹ thì mình niệm lẹ, bấm mạnh niệm mạnh, nhờ cái bấm 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 đó một câu A Di Đà Phật mình cụ thể lắm. Tiếng nào ra tiếng đó. Đây cũng là giống rất hay chưa vậy. Nhiều khi mình không có cái bấm hay là không có cái sâu chuỗi, mình niệm, mình nhiều khi mình niệm không có cái gì mình vin vào, nhiều khi nó cũng mơ mơ màng màng. Đây là cái lời của Ngài Ngẫu Ích Khuyên đây. Ngài nói là có cái sổ thu chuối, bây giờ nó có cái máy bấm đó, giống như một người già có cây gậy, nhờ cái cây gậy đó mà người ta bước đi vững vàng không bị trở ngại. Nếu mà chưa bị làm được như vậy thì có thể giải quyết được cái hiện tượng này tốt vô cùng. Trong cái lúc làm việc ở tại công sở thì chắc chắn phải có tiếng ồn, tại vì đây đâu phải cái môi trường tu tập, thì mình phải chấp nhận người này cười, người kia giỡn, mình đang niệm Phật, người ta đã vỗ vai mình là cái chuyện bình thường. Hãy hoan hỷ với người ta đi, tại vì đây không phải là môi trường mình niệm Phật, mà chỉ là mình niệm cốt, mình niệm thêm, mình niệm thêm để được cái nào hay cái đó. Nhưng mà cái tâm của mình là niệm Phật là tốt rồi. Như vậy thì khi mà người ta tới ta vỗ vai mình, ta làm ồn ào mình, thay vì mình phiền não, mình lo sợ, mình vui vẻ, mình chấp nhận cái chuyện đó đi. Khi mà chấp nhận được như vậy thì chư vị có một cái tâm gọi là đề phục cái phiền não cũng rất tốt, rất tốt. Còn nếu mà trong một cái đạo tràng trang nghiêm mà người này tấu vỗ vai người kia, sọt cắn người nọ, sọt chân người có nói chuyện, thì đúng là cái đạo tràng đó không nên làm như vậy. Còn đây là cái môi trường làm việc, chỗ này là giấy tờ, chỗ kia là đánh máy, chỗ nọ là đấu thứ, chuyện đấy là chuyện bình thường. Xin đừng thấy những hiện tượng đó mà mình cảm thấy mệt mỏi, rồi tự nhiên là khó khăn, như vậy là tự mình làm khổ cho mình. Chúng ta không có đủ phước báu để cho có người tới cúng dường mình ăn, không làm cũng không bị đói, thì chúng ta phải đi làm. Đi làm thì chấp nhận tới hòa đồng vào cái chỗ làm đó, mà hay một cái mình hòa đồng vào, mình giỡn với người ta thì mình bằng cách là mình cũng vui cười, nhưng cái tay mình đút trong túi. Nếu mà có hộp chuỗi nhỏ thì được, không có máy bấm, cứ mình cười mình giỡn người ta, nhưng mà cái tay mình bấm một cái, mình niệm A Di Đà Phật, bấm một cái niệm A Di Đà Phật, rất tốt, rất tốt. Nếu mà tập như vậy, mình lên máy bay thấy gì mình nằm ngủ, tay mình cứ đút trong túi bấm từng cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà cái máy bấm nó bấm cho mình nữa, nó biết, nó đếm cho mình được bao nhiêu cái nữa. Chứ còn không mình đứng lên mình bấm bấm mình làm như vậy thì nhiều người đã đi ngang, sao cái vị này lạ quá, đã nhìn cái người này, nhìn cái người kia, nhìn cái làm cho mình cũng thấy khó khăn. Mong cho mình hiểu được như vậy thì cái môi trường nào chúng ta phải thuận theo cái môi trường đó, gọi là tùy duyên niệm Phật, chứ không phải cái môi trường việc làm mà bắt tất cả mọi người im lặng để cho mình niệm Phật, mà người không im lặng thì mình thấy khó chịu, là gọi là tùy duyên. Như vậy thì tự nhiên vấn đề này đã được giải tỏa. Mình chấp nhận những người này nói chuyện, người kia nói chuyện, nhưng mà mình cũng nói, nhưng nói xong rồi mình lo bấm niệm A Di Đà Phật. Mong cho vị cứ thực hiện chuyện này thứ coi nha.
giải quyết một cách dễ dàng. A Di Đà Phật. Để chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.